Yêu nhiều nhưng lần đầu tiên được tỏ tình bằng thư viết tay, cũng tiếp tục lại là một cái thư viết tay nữa. Đến thì ai? Câu chuyện của ai? Của em. Vậy? Thực ra đang ngồi hóng tất cả các câu chuyện của mọi người, em không có để ý lắm. Thì đây là cái câu chuyện của em. Thì em nói chung là đây là cái lần đầu tiên mà em được tỏ tình bằng thư tay. Thì mới đầu thì thực ra thì cảm thấy mình ngày đấy hẳn còn trẻ con thì thấy rất là thích, khá là thích. Cái thời đó thời vẫn đang đi học thì kiểu như là tự nhiên chưa bao giờ em trong đời chưa bao giờ có một người mà viết thư tay kiểu lãng mạn như thế đến với em. Thì khi mà nhận được cái bức thư đó em khóc luôn, khóc khóc như một đứa trẻ con, kiểu kiểu mình mừng quá. Ủa là mừng quá chứ không phải là cảm động quá. Thực ra thì cái đấy là, nó rất là xến. Kiểu ngày xưa thì em hay kiểu làm màu á, là trở về trước mặt bạn nam thì mình kiểu hơi lạnh lùng một chút xíu. Bạn có nghĩa là họ quan tâm mình nhiều nhưng mà kiểu mặt lúc nào cũng mọi thứ bình thường. Mặc dù bên trong lòng thì rất là tìm nhảy. Đúng rồi. Bạn Misa luôn, Misa cũng vậy. Mà quan trọng là bây giờ cái lá thư đó em còn giữ không? Dĩ nhiên là em còn giữ rồi, tại vì cái bức thư tình đầu tiên em được nhận mà. Bức thư tình đầu tiên. Wow. Em yêu thì cũng... Thư viết tay á. Thư viết tay của anh luôn. Anh nhớ đợi chưa? Nhớ chứ. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Jay Quân, tại sao lại quyết định là viết thư tay cho tỏ tình? Cái này cũng công nhận luôn là cái này là bức thư tay đầu tiên. Anh biết. Mà Jay viết tặng một người để cho một người con gái. Thì tại vì cái lúc đó là mình đang công tác ở Sài Gòn. Lúc đó hai đứa hẹn hò đi xem phim này nọ, nhưng mà đến lúc mình chuẩn bị đi vào Sài Gòn này, thì mình tiếp tục công việc. Thì mình nghĩ mãi mình không biết làm cách nào để cho nó thật là ý nghĩa, tại vì thời gian cũng không còn nhiều, mà mình cũng là người nhát nữa, không dám tỏ tình trực tiếp đâu. Thì mình quyết định là viết thư. Mà cái việc mình chưa bao giờ mình làm cả. Lúc đó mình cũng lớn rồi, mình cũng 25 tuổi rồi mà mình lần đầu tiên viết thư. Thì trước ngày ra sân bay thì mình dành đến viết thư từ 11 giờ tối cho tới 3 giờ sáng để hoàn thành được bức thư. Cũng không dài lắm đâu, nhưng mà tại vì mình... Không dài lắm đâu, tới 3 giờ sáng. Không dài đâu, phải suy nghĩ. Tại vì mình suy nghĩ. Không có đâu, Google. Không có đâu, mình phải viết nháp trước này. Xong rồi ok rồi, bắt đầu mình viết lại ở chữ thật đẹp bằng tay. Đó, thì mình biết chắc là... Nghĩ chắc chắn luôn ấy là khi mà mình đi vào Sài Gòn rồi, Thanh mở bức thư ra đọc thì sẽ khóc. Và y như rằng khóc thật. Và rõ ràng là chúng ta đã có một cái happy ending đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Em có nhớ cái nội dung bức thư là như thế nào không? Mọi người đừng đọc ra được không ạ? Có mang nè trong... Anh Vân thì nói là cái bức thư này không có dài, nhưng mà đối với em thì thực sự rất là dài. Elsa của anh. Elsa. Xưa là em hay kiểu tỏ cái mặt lạnh lùng. Anh em đặt tên biệt danh cho em là vậy luôn. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh động đến giấy bút là khi nào. Nhưng mà với anh điều này thì thật là điên khùng. Tất cả là vì em đấy. Thực ra là em mới đọc đến cái dòng này thôi là em khóc liền luôn. Em đặc biệt đến mức có thể khiến anh trở thành chàng trai mới lớn của 10 năm trước. Biết rung động, biết nhớ nhung và biết làm mọi thứ cho em vui và chẳng toan tính gì cả. Không, em mới mở bài thôi. Không, mở bài đó, mở bài đó. Nào, vào thân bài nè. Em xinh đẹp, ngoan ngoãn, ấm áp và đầy ý chí. 3.3 thì nãy ở nhà em có hỏi 3.3 này là gì, ông nói là thì là nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa đấy, sao bà ngố thế. Những từ này thì cũng chưa thể đủ để miêu tả rằng em tuyệt vời đến mức độ nào. Em hãy nhớ nhé, ngày 4 tháng 3 tại bãi cháy thì hai đứa đã có nụ hôn đầu. Một cái chữ mà ghi là anh yêu em thì viết khá là to, chữ to nhất ở trong cái bức thư này. Mà anh đỏ gì con toát mồ hôi. Thực ra khi mà em đọc lại cái bức thư này em cảm thấy kiểu hơi ngượng ngùng ấy, xong rồi vẫn còn kiểu như cái cảm xúc không? Cái cảm xúc như kiểu ngày đầu tiên mà mình đọc cái bức thư này luôn ấy. Không, bây giờ em đọc cái đoạn em thích nhất cái đó đi. Đang thích nhất rồi. Thực ra cuối đoạn nào em cũng thích, mà cái đoạn mà em thích
thích đặc biệt đó, cái thích đặc biệt đó là chữ anh yêu em bự thật bự như này nè. Đoạn kết hả? Đoạn kết đi. Không, cái đoạn kết này là cái lúc mà hai đứa chuẩn bị chia xa nhau thì anh có gửi cho em một cái lời chúc là chúc em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, đạt được ước mơ và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời nhé, yêu em. Em thì quen nhau 8 năm nhưng mà tiến tới kiểu hai đứa mà bắt đầu tiến tới tìm hiểu nhau và yêu nhau á là 2 năm. 8 năm có nghĩa là lúc đó là em là cái năm xíu à, lúc đó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Ngày đó em còn chưa dậy thì nữa. Thực ra thì cái năm mà Thanh 13 tuổi á thì lúc ấy hai đứa ta có tham gia chung một câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì ngay cái lúc mà lần đầu tiên mình nhìn thấy Thanh mình đã thấy là rất là ngoan, rất là xinh. Thì mình đã có ấn tượng rồi, nhưng mà lúc đó tại vì cái tuổi tác của Thanh còn nhỏ quá thì mình cũng chỉ quan tâm xem em như là em gái thôi. Và dần dần thì tới lúc mà Thanh đủ 18 tuổi thì mình gặp nhau lại thì bắt đầu mình mới nghĩ đến lúc này. Các cô gái ở đây là các cô gái thích được tỏ tình như thế nào? Cách nào mà cô gái thích nhất? Thực ra tỏ tình cách nào em cũng thích. Một người rồi thì như thế nào thì mình cũng sẽ thích thôi. Nhưng mà là thích viết thư hay là thích tặng hoa hay là tặng tiền? Bình thường mình hay thấy trên mạng là có rất nhiều những cái màn tỏ tình là nhảy flash mode trước đông người. Thì ở đây có ai thích cái kiểu giống như vậy không? Không. Làm vì sao thích hả? Không. Là ví dụ như mình gạt bỏ luôn cái việc mà mình đang làm công việc đi, mình tưởng tượng mình là một người bình thường thì mình có thích được tỏ tình theo cái dạng mà nhảy flash mode xong rồi kêu gọi cả ký túc xá ra cùng đứng hôn hôn không? Cái đó là tùy theo ai đó. Ví dụ như là cái người đó em thích và cái người đó tự nhiên làm cái hành động đó thì em sẽ rất là cảm động. Đúng rồi. Còn cái người đó mà em không thích mà tự nhiên kéo nguyên một bài ra thì nhảy xe bị chửi luôn. Em rất là vui là em rất là kiểu mà rất là sợ bị tỏ tình như vậy luôn á. Qua đã từng nhận được cái lời tỏ tình nào mà các cô gái cảm thấy là ấn tượng nhất mà mình nhớ hoài, mình thích cái đó? Thực ra thì đúng như mấy bạn nói, khi mà mình thích một ai đó thì người ta làm như thế nào thì mình cũng thích thôi. Nhưng mà nếu như mà có một cái không gian riêng chỉ có hai người và hai người ngồi nhau có một chút lãng mạn vậy đó thì mình vẫn thích hơn. Cái này nó ấn đến thích nhất vậy à? Bạn này mới tặng cho em một cái lắc tay. Anh có một món quà muốn tặng em. Xong rồi, ủa tự nhiên sao lại tặng quà? Thì bạn này mới bảo là nói chung á là từ ngày hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em. Đó. Vậy đó. Rồi. Chưa cái vòng, còn cái vòng tỏ tình thứ hai nữa. Thì nhưng mà rõ ràng là em luôn tỏ thái độ là không thích bạn đó. Thì sau một thời gian dài, mà vòng tay thì giống một tháng. Dạ nhận chứ anh. Hầu như là các bạn nam đều bị thất bại trước cái màn tỏ tình với các bạn nữ hôm nay đúng không? Không có đâu. Không đâu. Sao cái lần mà Nhã cười lan cười bỏ tới bây giờ đã có ai tỏ tình Nhã nữa đâu? Đó, quả báo mà. Ở đây có bao nhiêu cô gái sẽ thích chàng trai tỏ tình một cách kín đáo? Hết luôn rồi. Ủa vậy là không có ai thích bạn trai tỏ tình ở chốn đông người hay là như thế nào? Thì chốn đông người. Em thích cả hai được không ạ? Tỏ tình nơi đông, ở nơi đông người giống GA á. Cũng tỏ tình ở Bùi Viện. Nhưng mà lớn vẫn lại là kính đáo, hai người rất là dễ thương. Em lại thích cái kiểu như vậy. Anh bảo sao nãy giờ anh bảo không hỏi em thích như thế nào? Sao anh không hỏi em? Anh bảo phân biệt em làm sao ý. Đúng rồi em nữa. Anh đã tặng cho em con tim rồi mà. Em muốn nói thì em nói đi. Anh bảo hỏi đi rồi nói. Anh không hỏi đâu. Em không nói. Anh vẫn nói, tại vì em nói trước để cho những cái bạn đến sau, những anh đến sau biết để làm để đúng. Không, tại vì em cảm thấy là em là một cái người đứng ở giữa. Em khi em thích lãng mạn quá nhiều nhưng mà thật sự là không xến. Đối với em là có thể là cách tỏ tình là ngày hôm đó thì cái anh đó hẹn ở một nhà hàng hoặc là một cái quán nào đó, nhưng mà đừng có là quán nhậu là được. Sau đó thì là nếu mà được hơn thì anh ấy sẽ bữa đó thì đàn piano lên tặng cho em đàn piano, tại vì em rất thích con trai biết đàn. Ủa giống chị vậy? Em rất cùng gu với chị Lúc. Yes. Đây chị Lúc đó, em rất thích con trai biết đàn. Không biết đàn cũng không sao, nhưng mà nếu mà được rất là tốt thì em cảm thấy em rất thích con trai biết đàn. Và anh bảo thì không biết đàn. Không thích là
xong rồi. Vậy là có vẻ là em chưa biết nhiều điều về anh rồi. Em không biết. Con gái nó cũng thích là thích đó. Xong rồi đàn xong rồi có thể nói là hôm nay dành tặng cho bạn này. Đó là một cách lịch sự và một cái món quà mà em cảm thấy rất là giá trị về tinh thần ấy. Và con gái ai cũng thích như vậy. Sau đó thì mình ăn tối hoặc là này nọ thì ăn tối. Nhưng mà trong cái buổi nói chuyện đó thì cái người con trai ấy là khéo léo trong cái cách mà đưa cái thông điệp là mình tỏ tình đó, mình muốn tỏ tình đó. Chứ em không thích cái kiểu là đàn tặng xong rồi xuống làm bạn gái anh nha. Nó rất kỳ. Rất là kỳ. Nó ép mình vào một cái tình huống là ô, bây giờ không nhận lời thì anh này chắc sẽ rất quê mà. Cái điều mà em muốn là con trai tỏ tình thì phải có một cái cách khéo léo và thông minh ý. Em thích như vậy hơn. Nói chung là em thích thịt ba chỉ đó. Mọi người đã biết cách cỏ tỏ tình của Trâm rồi thì mọi người né cái cách đó ra. Nếu mà có tỏ tình với Trâm. Thực ra là anh thấy là cái điều chưa mà em mong ước á. Chắc là nó khó thành hiện thực lắm. Bi muốn tỏ tình cái đàn bầu lên. Nghĩ ra tỏ tình mà đàn bầu nó cũng lạ lắm. Em ơi, anh yêu em lắm á. Bầu mồng. Rồi bây giờ